Hôm nay đi với tớ, tớ sẽ chiêu đãi cho cậu một món này ăn hơi bị ngon luôn. À đây rồi. Hả? Đây này, ten 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 ten. Tưởng là cậu đãi tớ cái món gì cao sang, hóa ra là cái món ốc bươu vàng à. Ốc bươu vàng này mà đầy đồng. Tớ không ăn cái món đấy đâu. Tớ tưởng cậu đãi tớ cái món sơn hào hải vị gì chứ. Ai đi đãi bạn cái món ốc bươu vàng? Không phải. Đây này. Tập ra làm gì vậy? Cậu biết làm gì không? Để tớ câu cua đấy. Câu cua? Đúng rồi. Từ ruột của con ốc bươu á. Mình sẽ cắt lấy một miếng ốc như này. Tớ sẽ làm cần câu. Wow, cần câu như là câu cá vậy á. Bỏ cái này ra này. Đấy, xong buộc thành một cái cần câu. Mình chỉ cần câu bằng chỉ là được rồi, không cần phải bằng cước đâu. Amazing, đơn giản vậy á. Một chiếc cần câu làm cực kỳ đơn giản thôi nhưng mà đã câu được cua rồi. Đúng rồi, bọn mình hôm nay sẽ đi câu cua. Sau đó buộc con ốc này vào này. Cua là thích ăn ốc lắm đấy. Có một con cua đang cắn câu rồi kìa cậu ơi. Đây này, đây này. Lôi lên nào. Nhấc lên, lên, lên. Yeah. Thấy chưa, cua ơi vào đây nào. Đấy. Con cua này đơn giản thật đấy. Cho vào giỏ này. Bây giờ ra tìm con khác thôi cậu ơi. Muốn câu được nhiều cua thì chúng mình phải ra buổi sáng sớm. Bởi vì lúc đấy những con cua sẽ rất là đói bụng. Đấy, 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 tớ lại đang câu được một con rồi. Ăn đi, nhăm 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 nhăm. Con cua này có hai cái càng to thật đấy. Lên nào, lên nào, lên, lên, lên đây. Ui giời. Lại được một con nữa rồi. Con này to thật đấy. Và đây là một con này. Cua được. Cho con cua này vào giỏ nào. Wow, được nhiều cua chưa? Cua này trông dễ mà đơn giản thật đấy. À nhím ơi, cậu cho tớ thử câu một lần đi, xem có câu được con cua nào không. Đây, được rồi, tớ cho cậu thử câu một con xem nào. Để tớ nhìn cho. Ở đây có một con này, cậu thử câu đi. Đâu nào, tớ sẽ lựa con nào to nhất ở cái ruộng rau muống này để câu lên. Ở đây có một con đây này. Wow, hai con luôn. Một con cua mẹ, một con cua con. Cẩn thận đấy. Cầm cái vợt này nào. Hey, what happened? Vợt luôn này. Cậu ơi, câu mãi không được thế là tớ phải cầm cái vợt. Cái vợt nó lên luôn. Thế là bắt được một con cua rồi nhá. Đây này, cái bạn cua này vừa nãy câu ấy. Cứ dơ càng lên rồi dơ càng xuống. Câu thế này dễ không? À, lại còn cắt tớ nữa này. Cho vào đây. Ui, tụt cả. Lắp xuống rồi. Đây, đưa đây để tớ ấy cho. Tụt lắp như này rất dễ các bạn sẽ thoát ra ngoài mất đấy. Nhưng mà nhím ơi, câu thế này nắng lắm. Cậu nhìn này, càng lúc trời càng nóng lên rồi. Câu lâu như thế này, đen hết cả da của tớ. Ồ hay, thế đi câu cua mà lại hơi sợ nắng thì làm sao mà bắt được nhiều cua được. Nhưng mà nắng lắm. Cậu nhìn này, da tớ càng ngày càng đen rồi. Tớ nghĩ ra một cái kế sách này, vẫn lấy được cua mà lại không có nắng. Kế gì? Đi bắt cua buổi đêm đi. Bắt cua buổi đêm á? Đúng rồi, đêm các con cua ngủ ý, thì dễ bắt lắm. Thôi được rồi, thế thì bây giờ bọn mình về, hẹn nhau tối ra đây nhá. 7 hours later. Nhím ơi, cậu đã ra đây chưa? Trời tối quá, chả nhìn thấy cái gì cả. Nhím ơi, rõ ràng là chiều nay hẹn mình ra đây mà. Sao, đây này chả thấy ai mà. Khi bạn nhím này bạn lừa mình. Là tớ đây. Bạn nhím à, thế mà hôm nay tớ ra đây từ lâu rồi nhưng mà tớ ngồi ở kia kìa, ngồi chả có cái gì cả, tối om om. Thế cậu mang đèn ra đâu rồi? Đây đèn đây. Đi ra soi cua bắt cá làm sao có thể quên đèn được. Đâu xem nào. Ui ôi, đèn sáng phết đấy, những bốn mắt cơ à. Thế nhưng mà cậu ơi, làm sao cơ cậu? Cái đèn này nó tối như thế này thì làm sao mà soi được. Mà như đèn của cậu hết pin rồi này. Đâu? Đây này, cái này nó cứ nháy 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 thế này. Nhím ơi, lại đây mà xem này. Tớ vật được con gì chậm lạ lắm. Đâu? Người nó dài ngoằng luôn. Nhìn này, đấy. Ui 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 ui, đây là con rắn rồi. Con rắn á? Ui ui, nhìn kìa, nó há mồm, nó lè lưỡi này. Trông thật là đáng sợ. Con này á, nó đang dọa để nó cắn cái đèn pin đấy đấy cậu ơi. Wow, cái mồm nó cực kỳ to luôn. Rắn này là rắn gì các bạn có biết không? Ui, nó chạy ra kìa. Ui, Trang ơi, sao con rắn này nó cứ đuổi theo tớ này. Ui, nó cứ nhảy nhảy vào chân tớ. Hình như là nó thích cậu đấy.
Ui, đừng lại gần đây rắn ơi. Ui, chạy thôi. Sợ quá. Nhím ơi, cậu chạy đi. Con rắn này rất nguy hiểm đấy. Đây là một con rắn lát. Cậu tìm phía ấy nhé. Để tớ tìm phía này xem có bắt được con cua con cá nào không. Đây như là một bụi cây. Nhím ơi, lại đây mà xem này. Có khi nào trong này là một cái hang của các con cua không? Sao cái hang gì ở trên bờ thế này? Đây là không cái gì? Phải. Hóa ra đây chính là hai cái lốp xe. Thật là to luôn. Lốp xe ô tô à? Đúng rồi. Đây này, hôm nay tớ đặt cái đó ở đâu nhỉ? U đào chỗ này này. Ban ngày tớ nhìn thấy nhiều cua lắm. Ở đây á? Đúng rồi. Sâu lắm đấy, cậu cẩn thận. Đây. Nó lên đây rồi. Có gì trong đấy không? Có cái gì ấy cậu ơi? Một con cua cậu ơi. Một con cua, cho vào giỏ luôn. Ui dồi, cái con này, nó cắt vào cái dây này này. Cho vào giỏ đây này. Một con này. Here we go. Còn có gì nữa không? Ui. Hai con cua, ba con. Tiếp tục này, thấy chưa? Tớ bảo đây nhiều đây. Ê, bốn ui. Con, năm con. Đang năm con đâu? Ui, tớ còn nhiều lắm cậu ơi. Ê, đâu con này nó bám chắc quá, nó lại chui vào rồi. Đây này. Đau. Cậu ơi, nhìn này cái càng nó. Xuống đi. Ui, sao nó đoàn ngược cái tay tớ thế? Xuống ngay cái con này. Xuống con này nó không sợ độ cao cậu ơi. Xuống ngay. Cậu đập tay đi. Ui. Đây rồi. Một con nữa này. Hình như hết rồi. Vẫn còn một con. Nhiều vậy á? Nhiều lắm mà, tớ bảo hôm nay tớ nhìn thấy nhiều mà. Con này nó không ra cậu ạ. Bám chắc lắm. Đây rồi. Ái chả này. Đây này. Một con cua con nữa này. Thế là được mấy con rồi nhỉ? Được 6 con rồi đấy. Đấy, bây giờ mình tìm tiếp xung quanh đây, xem còn con nào nữa không. Đấy, cái mùi gì thung thủng. Cậu đừng nói với tớ, cậu đánh rắn đấy nhá. Cậu linh ta linh tinh nó đang ở giữa đồng này đánh rắn đánh giết đi. Nhưng mà mùi thối thế. Cái mùi gì thối thế nhỉ? Ui ôi, có cái cục gì ở đây này? Ui, hay là có cục phân bò thôi. Cục đen đen. Ồ không, một con cá. Mimi, kéo ơi, con cá thối. Đây nè, con cá giọt bể. Ui thối thật đấy. Nhìn lên cậu. Ở đây có cái gì này Nhím ơi? Một cái vó à? Một cái đó cậu ơi. Cái này là cậu đặt à? Không, cái này của ai ấy? Cậu thử kéo lên xem có con gì bên trong đấy không. Ui, dài lắm luôn. Để tớ thử kéo nhá. Here we go. Ui, nó bị dính chặt ở dưới bùn rồi. Lên rồi này. Ui, tớ nhìn thấy bên trong có con gì ấy. Có con gì á? Nó đang dây này, nhiều lắm luôn. Đâu? Ui, cá to đấy cậu ơi. Wow, đúng thật, có con gì. Để tớ thử lấy ra nhá. Đâu, để tớ xem nào. Cậu làm sao mà lấy được nó ra được. Ui, tớ con nhìn gì? Thấy rồi. Cậu thử bắt ra đi, xem đấy là con gì. Đây rồi. Ui, con gì vậy? Một con cá cậu ơi. Không phải con cá, đây là con gì các bạn có biết không? Đây là con cá trạch, con gì đấy gọi là con cá trạch. Đây là con trạch. Nó vẫn đang bơi này. Nó đang luôn khỏi tay tớ này. Nó đang trốn thoát đây. Nó đang chạy trốn đây. Bên trong này tớ còn nhìn thấy có mấy con cá nữa cơ. Rất nhiều cá này cua. Cậu tháo ra đi. Đấy, đây là cái đầu của cái lưới đấy. Wow, từ trên mấy con trạch này. Ui, con này nó vẫn biết nhảy cơ các bạn ơi. Con này nó trốn nhanh lắm. Người ta gọi là lẩn như trạch mà. Nó cứ luôn. Con này mà thả xuống dưới nước á thì còn lâu mới bắt được luôn. Bởi vì nó bơi rất là nhanh. Nó đang luồn lên trên tay tớ này. Đấy. Nó đang... người con trạch này cực kỳ trơn luôn. Nó đấy, trèo lên người tớ đấy. Nhưng trơn mà không biết đâu. Có một con nữa. Đây. Đấy. Con này hình như là con. Hết rồi hay sao ấy. Tớ lại đặt xuống nha. Khi nào mà có cá hay nó có cua nó chui vào đây là mình lại ra mình bắt cậu ạ. Bây giờ để tớ thử xuống chỗ này xem có cá không nhá. Đấy.
lội xuống dưới này này. Cẩn thận không là bị thụt đấy. Wow, Nhím ơi, tớ nghe thấy có cái tiếng gì đó. Cậu có nghe thấy không? Phía trước kia, có con gì vậy? Con gì? Trắng à? Con gì đang rỉa lông rỉa cánh vậy nhỉ? À, đây là con gì vậy? Đây là một đàn vịt đang ngủ cậu ơi. Nhím ơi, lại đằng này mà xem. Tớ phát hiện ra có một cái xe gì to lắm luôn. Đây à? Wow, xe gì mà lại có cái bánh trông lạ vậy nhỉ? Đây là cái xe máy cày cậu ơi. Bọn mình tìm được hẳn một chiếc máy cày này. Xe máy cày á? À, có phải cái xe này chuyên đi cày ruộng để sau cho các bác nông dân cấy lúa đúng không? Đúng rồi, đây này, cái bánh của nó to đùng này. Wow, liệu ở đây có con cua nào đang trốn không nhỉ? Cua nó trốn ở trên xe á? Đúng rồi, để thử trèo lên xem nào. Ai chà, ngồi trên cái xe này cao thật đấy. Đây chính là cái vô lăng lái đây này. Nào, cậu tránh ra, để tớ đi cày nào. Ở đây có một cái ống khói này, còn đây chính là một cái cần gạt. Cậu cẩn thận, là cái xe nó đi mất đấy nhá. Lội xuống, ngập hết cả ủng rồi. Ủa, có gì không? Bên trong đầy nước thế này. Phải đổ ra. Cái gì đây? Con chạy vậy. Đây là con cá chạy cậu ơi. Này, quay này, chạy luôn. Xem có con nào trong đấy không? Không có con nào nữa. Mình ngập cái ủng xuống bùn. Thế nào lại bắt được một con trạch này? Hay thật đấy. Cho vào giỏ tiếp này. Đây là con cá gì vậy nhỉ? Ui, nhỏ nhắn, xinh xắn. Con cá này không ăn được đâu, cá này bé tị tí tí. Không ăn được á? Đúng rồi. Ui, khéo. Cá này là cá con đấy. Ý, sau này. Ui. Thế thì thả bãi đi nhá. Cậu thả đi đi, chứ cá bé thế này ăn vo gì đâu. Thế thì tôi thả bãi xuống nhá. Ui, con cá này dễ khỏe thật đấy. Thả bãi xuống nhá. Nhím ơi, vừa lúc nãy tớ bỏ đống cỏ ra bên trong mà có con gì trông lạ lắm. Nhìn này, con gì có cái đuôi nhọn chưa? Hai cái càng cũng nhọn luôn. Ấy ấy, nó đang trốn đấy. Đấy, nó bò được này. Hay đây là con bọ cạp? Không phải bọ cạp, bọ cạp phải có hai cái càng rất là to phía trước cơ. Đây là cái con gì trông lạ lắm. Con này tớ hay thấy nó chui chui ở dưới bèo ấy. Đúng rồi, vừa lúc nãy nó trốn ở trong cái đống lá này này. Nhưng mà con này không ăn được đâu. Thôi bỏ nó đi đi. Early the next morning. Cua này bây giờ mình sẽ phải làm gì bây giờ? Bây giờ mình sẽ phải sơ chế cua này trước khi rang lên cậu ơi. Đấy, bỏ cái mai ở phía dưới này đi này. Con này bị gãy hết cả chân rồi, còn mỗi một cái càng này. Bởi vì ngâm trong nước lâu quá đấy. Cái càng này á, chắc nó đau lắm đấy nha. Bây giờ tớ sẽ trổ tài nấu nướng này lần đầu tiên nhá. Và lần duy nhất cậu được tớ nấu cho ăn cho đấy. Bạn nhím mà nấu có khi vớ vẩn không ăn được. Đấy, mình sẽ nấu bằng cái bếp này. Đấy, 3 cây. Bây giờ bắt bếp lên đi. Cho bếp lên, cho bếp lên. Đấy, các cậu ơi, nhìn này. Sau đó sẽ cho ngập dầu vào. Cho nhiều dầu vậy á? Đấy, phải như thế này cua tí nữa nó mới sôi ở trong đấy được cậu ơi. Cua đã được sơ chế sạch sẽ rồi đây. Khi nào dầu sôi thì chúng mình sẽ cho cua vào trong này đúng không? Đúng rồi, cậu cho đi. Dầu tớ nhìn thấy bắt đầu sôi đấy. Đều khi nào cua vàng là được nha. Thế nhưng mà đây là cái món gì vậy cậu? Đây là món cua rang muối ớt đây. Bây giờ mình chiên cho con cua nó giòn lên, nó chín đi. Sau đó mình sẽ rang với muối ớt cậu ơi. Khi mà cua nó chín là nó sẽ bắt đầu đỏ lên đấy. Giống như cái càng này đúng không? Đúng rồi, đấy. Nó màu đỏ rực lên rồi. Suýt nữa thì quên mất Trang ơi. Cái gì vậy? Cậu quên là mấy hôm qua mình còn bắt được mấy con cá trạch à? Đúng rồi, thế nhưng mà trạch thì làm được món gì? Hôm nay còn có đúng một con này thôi. Bởi vì mấy con kia nó chạy đi đâu hết đấy. Nhưng không sao, chạch cũng tròn vào đây rán được hết cậu ạ. Đấy, mình sẽ để rán cùng cua này á. Tí nữa chạch nó còn chín trước cả cua cơ. Sau khi cua mấy cá chín hết rồi thì mình bắt đầu vớt ra cậu ơi. Vớt ra để bắt đầu nêm nếm gia vị đúng không? Đúng rồi. Cho ra đĩa này. Cho ra đĩa nhá. Công
phi tỏi này. Cái này thơm lắm đấy nha, cậu chuẩn bị đi. Thơm thật đấy, thơm lừng cả cái cánh đồng này rồi. Sau khi đã thơm, mình bắt đầu cho cua vào. Kìa, con cá sắp rơi rồi cậu. Không, con cá này không cho vào, con cá này để tí nước chấm ăn thôi. Đấy. Mình sẽ đảo đều, cho cua ngấm đều tỏi, mới thơm con cua. Tớ sắp đi thi đấu. Hấp dẫn đấy, đây là lần đầu tiên tớ ăn cái món cua xào như thế này đấy. Món này tớ để mấy hôm nữa, tớ mang cái món này để đi thi vua đầu bếp đây. Thi vua đầu bếp? Vua đầu bếp cái gì? Đầu bếp ở nhà thôi. Lại chẳng ngon chứ không ngon à? Tớ làm thì chẳng ngon. Lần sau ấy mà ngon ấy, tớ lại dẫn đi bắt tiếp cậu ạ. Lại chín chưa cậu? Bụng tớ đói quá rồi. Được rồi, chín rồi đấy. Này mà muốn ăn ngon thì phải thêm một chút tương ớt vào đấy. Bình thường tớ thấy người ta hay bày ra đi ấy. Tớ nghĩ nè, mình cứ để trên son như thế này, xong cho lửa cháy như thế này, vừa ăn nóng hổi, như thế có khi ngon hơn đấy. Để tớ thử chấm một con nhá. Ăn đi, ngon lắm đấy. Đấy, một con cua này. Càng của nó. Nó uống mồm luôn. Nhưng mà vị của nó ngon thật luôn. Có mùi thơm của tỏi, sả và hành. Xong lại còn vị cay cay của ớt nữa. Để tớ ăn nào. Đây, tớ sẽ ăn cái con này. Here we go. Giòn tan quá. Cay cay, chua chua, ngọt ngọt. À không chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Amazing. Ngon đấy. Tớ đã bảo mà, món này á, tớ làm ngon lắm. Đấy, có cậu nghe không? Cua giòn tan luôn. Này hơi mặn, uống thêm nước nữa. Cậu uống nước này không? Cái món cua này của bạn nhím làm ngon tuyệt mèo luôn. Vừa ăn, vừa chấm tương ớt. Trang ơi, kêu, kêu tớ. Nó cắn vào môi cậu rồi kìa. Ăn đi thế, con cua, nó có còn cắn cậu được à. Ui, để tớ, bắt được con cua này rồi. Ui dồi ôi, con cua có cái càng khổng lồ này. Cậu ăn kiểu gì mà cái càng nó bắt cắp được cậu vậy? Tớ không biết được, lúc mà tớ đưa lên mồm ăn, cái càng này nó lại kẹp được vào môi tớ. À, được rồi, con cua này vẫn còn cắp được à, để xem. Cắn cái càng thôi, cắn luôn cái càng này. Tớ có một kinh nghiệm chàng ạ, ăn những cái con cua to ấy, mình phải bẻ những cái càng mình ăn trước, nếu không á, nó sẽ dùng những cái càng nó kẹp vào môi cậu đấy. Ui chà, sợ thật đấy. Nhưng mà nhím ơi, con cá gì của cậu nó đâu rồi? À đấy, cậu nói tớ mới nhớ, con cá nó ở đây. Một cá con chạch. Cá chạch. Cá này ăn mềm cậu ơi, không giòn. Chắc tại vì lửa nó cháy nhỏ quá, cho nên là vẫn chưa làm cái con cá này nó giòn được. Đúng rồi, cá này ăn không ngon bằng cua cậu ạ. Cua này ăn giòn tanh tách luôn. Lại còn nóng hổi nữa chứ. Thế này, tối mai chúng mình lại hẹn nhau ra đồng bắt tiếp nhé. Ok luôn.